Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm Thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1513 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang Và Minh Tiến Thời gian ngày 29 tháng 1 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng học Xin mời ngồi xuống Xin xem phẩm Tịnh hạnh thứ 11 Xem từ bài kệ thứ 13 Phần xuất gia thọ giới Thọ xà lê giáo Đương nguyện chúng sanh Cụ túc hoài nghi Sở hành chân thật Bài kệ trước Là thọ giới Đó chính là Đối trước hình tượng của Phật Bồ Tát tỏ bày Phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật Theo Phật Học tập Đã phát đại nguyện Nhất định phải thực hiện Ai đến dạy quý vị? Phật Bồ Tát Chẳng đích thần Đến dạy quý vị Người dạy quý vị Là thầy Ở đây gọi là xà lê Tức a xà, a -xà Là tiếng Phạn của Ấn Độ phiên âm Dịch sang nghĩa tiếng Hán là quỷ phạm sư Thanh Lương Đại Sư có chú giải Xà Lê Giả Thử Vân Chánh Hạnh Quỷ Phạm Giáo Thọ Cố Vân Cụ Túc Ngoài nghi Tuy văn tự chẳng nhiều Đã giảng rất rõ ràng Ở đây chúng ta phải lưu ý Danh xưng xà lê Có nghĩa là tránh hạnh Nếu hạnh của chính vị ấy bất chánh sẽ chẳng có cách nào nêu cực làm phun phép cho người khác được trước hết là phải làm được sau đấy mới có thể dạy kẻ khác giáo học là một công việc lâu dài không chỉ là một đời một kiếp cổ đại đức thường bảo sống đến già học đến già học chẳng xong trong phật pháp tu học là quá trình kéo dài từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai Chắc chắn là chẳng thể hoàn thành trong một đời Vì thế học tập hết sức lâu dài Đời đời kiếp kiếp Chúng ta thường nghe Tu hành Phải trải qua Ba đại A Tăng kỳ kiếp Thì mới có thể thành Phật A Tăng Kỳ Kiếp Là một con số của Ấn Độ Dịch sang nghĩa tiếng Hán Là vô ưng số Con số rất lớn Vô ưng số cũng chính là Như chúng ta thường nói là Chẳng có cách nào tính toán phải trải qua thời gian dài ngần ấy chẳng phải là a tăng kỳ năm chẳng phải là ba đại a tăng kỳ năm đâu nhé chẳng phải vậy mà là kiếp kiếp là nói về đơn vị thời gian có đại kiếp trung kiếp và tiểu kiếp ở đây nói đến đại kiếp một đại kiếp lâu cỡ nào kinh phật dạy đó là thời gian để thế giới này trải qua một lần thành trụ hoại không thì gọi là một đại kiếp tức là thế giới lần lượt trải qua các giai đoạn thành trụ hoại không thời gian cần thiết để hoàn tất một trong bốn chữ thành trụ hoại không được gọi là trung kiếp đối với thành và trụ này chúng ta đang thuộc trung kiếp thứ hai tức là trụ sau trung kiếp trụ thế giới này sẽ hư hoại hư hoại mất một trung kiếp sau đấy sẽ hoàn toàn rỗng không không kéo dài một trung kiếp sau đấy thế giới sẽ lại dần dần hình thành Vĩnh viễn tuần hoàn Thành trụ hoại không chẳng ngừng Bốn trung kiếp Hợp thành một đại kiếp Thế giới thành trụ hoại không Phải trải qua Số lượng ba đại A Tăng Kỳ như vậy Thì mới có thể tu hành thành phật viên mãn thời gian đúng là quá dài do đó tu hành không phải là một đời một kiếp mà là đời đời kiếp kiếp tiếp tục thực hiện do vậy có thể biết dũng mãnh tinh tấn chẳng phải là một đời phải có hằng tâm Phải có nghị lực Vĩnh hằng không ngờ Trong kinh dịch Điều này được diễn tả bằng câu Tử cường bất tức Chúng ta thấy cổ thư Trung Hoa ghi chép Khổng phu tử Vào lúc 17 tuổi vẫn mong sống thêm mấy năm để làm gì học dịch tức là học tập kinh dịch học dịch sâu hơn nhằm mục đích tránh khỏi lỗi lầm là... khiến cho sự hành trì đoạn ác tu thiện Suốt đời có thể thực hiện viên mãn Từ chuyện này Chúng ta có thể Thể nghiệm Thánh nhân đã tự cường không ngừng Trọn chẳng phải nghĩ Đã già rồi Có thể chẳng cần học nữa Càng già càng dụng công Càng nỗ lực Hy vọng có thể đoạn hết lầm lỗi của chính mình đức hạnh có thể viên mãn đấy đều là nêu gương làm khuôn mẫu cho chúng ta vì thế chẳng thể không đọc kinh sách chẳng thể không tu sám hối đọc kinh sách nhằm mục đích nào nhằm mục đích kiểm điểm chính mình chúng ta đối với người đối với sự đối với vật đối với vũ trụ đối với nhân sinh chúng ta có cách nghĩ sai lầm hay không có cách nhìn sai lầm hay không Trong cuộc sống hàng ngày Ngôn ngữ và hành vi của chúng ta Có sai quấy hay không Kinh điển Là một tấm gương Hàng ngày Sáng sớm thức dậy Buổi tối đi ngủ Chúng ta đều xoay gương Gột sạch những thứ dơ bẩn trên thân mọi người đều rất chú ý chuyện này nhưng quý vị làm thế nào để có thể phát hiện những lỗi lầm nơi hỡi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác cũng phải có một tấm kiến tấm kiến ấy chính là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền kinh điển là một tấm kiến lịch sử là một tấm kiến chúng ta đọc hàng ngày học hàng ngày phản tỉnh hàng ngày hàng ngày sửa lỗi đổi mới tư tưởng lời nói và việc làm của chính mình có thể nêu gương cho đại chúng trong xã hội đấy mới là xứng danh xà lê này chúng ta gọi là giáo thọ hoặc thầy trong phật môn gọi là pháp sư pháp sư nhất định trọn đủ chánh hạnh Nho gia nói chánh hạnh là thành ý chánh tâm tu thân thành ý hãy chánh tâm sẽ nhất định có thể tu thân nhưng đối với vấn đề này trước đó còn có cơ sở Vì sao người đọc sách Khổng tử Trong hiện thời chẳng làm được thành ý chánh tâm Các đồng học học Phật Chẳng làm được thập thiện nghiệp đạo Đấy là do nguyên nhân nào Chúng ta phải tìm Tìm cho ra nguyên nhân Tiêu trừ nguyên nhân ấy Đấy mới là thật sự đạt được thọ dụng Nguyên nhân là do chúng ta Chẳng được hưởng sự giáo dục cơ sở Đối với giáo dục hiện thời Ngay cả những chuyên gia Học giả ngoại quốc cũng thảo luận Tôi nghe họ nói Lứa tuổi Để giáo dục Quan trọng nhất là trước khi trẻ tròn 5 tuổi Đó là giáo dục vung quén căng cội Nói kiểu ấy tránh xác Trước lúc lên 5 tuổi Kể như dạy dỗ dễ dàng Họ đã phát hiện Sau 5 tuổi Sẽ chẳng dễ dạy Phải dạy trẻ trước khi nó được 5 tuổi Đối với chuyện này, các vị học giả chuyên gia vẫn chưa nói cụ thể. Tổ tiên chúng ta cao mình đến tục cùng. Họ không chỉ biết, mà còn sớm thực hiện. Họ đã làm được từ 5.000 năm trước bắt đầu dạy từ khi nào năm tuổi trẻ quá từ lúc đứa trẻ được sanh ra đã bắt đầu dạy ai dạy nó a sa lê dạy nó a sa lê là ai cha mẹ Trước mặt đứa trẻ cha mẹ nói năng cứ chỉ toàn là chánh hạnh. Muôn ngàn phần đừng thấy đứa trẻ vừa mới sanh ra mấy ngày, bạn nghĩ nó chẳng hiểu gì. Đúng vậy, vì nó không hiểu đang học nó nhìn theo người lớn nó mở mắt ra có thể thấy lỗ tai bé bỏng của nó có thể nghe những thứ ấy sẽ lưu lại ấn tượng vì thế cha mẹ người lớn ở trước mặt nó một câu nói một tiếng cười nhất cử nhất động đều phải nên là chánh hạnh tiêu chuẩn của chánh là gì này chúng ta dùng đệ tử quy làm tiêu chuẩn do vậy đệ tử quy chẳng phải là để dạy trẻ nít học mà là để cho cha mẹ người lớn trong nhà dùng những điều ấy làm tiêu chuẩn để dạy dỗ trẻ thơ bằng thân giáo Đứa, Đứa bé ấy Từ lúc mới sinh ra Những gì nó được thấy Nghe Tiếp xúc Toàn là chánh hạnh Quý vị có biết ấn tượng ấy sâu đậm cỡ nào? Vì thế ngạn ngữ thường nói tam tuế kháng bác thập thất tuế kháng chung thân đấy mới là hợp lý từ lúc lọt lòng cho đến khi ba tuổi nó đã học suốt ba năm ba năm ấy là căn cội của nó những gì nó được thấy nghe tiếp xúc đều là luân lý đạo đức thuần chánh chẳng tà vậy vì thế đến lúc ba tuổi năm tuổi trẻ có năng lực phân biệt chánh tà thiện ác đúng sai nó có năng lực ấy nó biết cách làm này là đúng cách kia là sai nó hiểu biết Nhưng chư vị phải ghi nhớ Cách dạy dỗ truyền thống của Tổ tiên đến thời dân quốc Đã bị quốc gia bỏ sót Thời dân quốc Vận mạng của Trung Hoa bi thảm Toàn thể xã hội động loạn Sau khi nhà mãn thanh diệt vong Quân phiệt cắt cứ cái đó là chiến tranh Trung Nhật Khiến cho xã hội loạn tùng phẹp à, Ai nấy bận biểu kiếm sống Tất bật chạy loạn Lứa tuổi tôi Khi nhỏ thì chạy loạn Chẳng được hưởng loại giáo dục ấy Nhưng ở quê nhà chúng tôi sống tại nông thôn. Người ở nông thôn thuần phát. Vẫn còn được dính liếu mấp mé đôi chút. Những kẻ nhỏ hơn tôi 5 6 tuổi, ngay cả mấp mé cũng chẳng được thưởng, hoàn toàn không biết khi chúng tôi đi học vào lúc bé học tứ thư trong từ đường học giáo dục nhân quả từ diêm vương điện trong miếu thành hoàng thuở ấy trong diêm vương điện tượng thập điện diêm vương đều đắp bằng đất Đắp rất sống động Sau khi để cho quý vị xem xong Người lớn sẽ dạy quý vị Trẻ nhỏ cho nên làm chuyện xấu Làm chuyện xấu thì trong tương lai sẽ bị quả báo như thế đó Khắc họa ấn tượng hết sức sâu đậm. Những điều này đều được tiếp nhận từ bé thâm căn cố đế đúng là ảnh hưởng suốt đời về sau khôn lớn bất luận ở nơi đâu khởi tâm động niệm đều nghĩ đến giáo huấn của cha mẹ giáo huấn của thầy sẽ nghĩ đến Những tượng đắp hiển thị Sự báo ứng trong diêm vương điện Của miếu thành hoàng Quý vị sẽ chẳng dám giấy lên một ác niệm Cũng chẳng dám làm chuyện xấu gì Vì thế tôi thường nói Người tốt là do dạy dỗ mà ra thánh hiền cũng là do dạy dỗ mà ra phật bồ tát vẫn là do dạy dỗ mà ra tùy thuộc quý vị dạy theo kiểu nào kẻ ác cũng là do dạy dỗ mà ra hiện thời nói đến phần tử khủng bố vẫn là do dạy dỗ mà ra kiến quốc quân dân giáo học vi tiên người hoa hiểu giáo dục giỏi về giáo dục quý vị hãy xem hai chữ giáo dục phải tra trong thuyết văn giải tự xem chữ ấy có nghĩa là gì vì sao phải viết theo kiểu ấy Quý vị hãy nghiên cứu kỹ lưỡng một phen Giáo Có nghĩa là Thượng hành hạ hiệu Thế hệ trước làm như thế nào Thế hệ sau bắt trước Vì thế Cha mẹ của quý vị Làm theo kiểu nào Con cái sẽ bắt trước Đấy là giáo Quý vị muốn dạy con tốt đẹp Bản thân quý vị phải làm cho chánh đáng con sẽ học theo lẽ chánh đáng bản thân quý vị làm chuyện bất chánh còn cái sẽ học theo thói lệch lạc nó học những điều chánh đáng nhất định sẽ vượt trội quý vị còn làm tốt đẹp hơn quý vị nó học những thứ lệch lạc nhất định sẽ tồi tệ hơn quý vị thượng hành hạ hiểu mà trong gia đình là như thế mà trong công ty hãng xưởng cửa tiệm cũng là như thế trong xã hội là như thế trong quốc gia cũng là như thế trên cả thế giới cũng chẳng có ngoại lệ hiện thời xã hội trên toàn thế giới động loạn quý vị hiểu nguyên nhân xuất hiện từ đâu do chẳng dạy dỗ tốt đẹp Dục, có nghĩa là gì Dục là cứu thất Nhi trưởng thiện Thất là quá thất Người nào có thể chẳng phạm sai lầm Hãy sai lầm thì phải giúp quý vị sửa sai Sửa đổi thì gọi là cứu thất Quý vị cũng có thiện niệm Và thiện hạnh Thiện niệm và thiện hạnh thì phải hàng ngày tăng trưởng à, Ý không niệm không bất thiện, thiện. Ngôn hành bất thiện Hàng ngày phải sửa đổi Đó là dục Quý vị thấy ý nghĩa chánh yếu Của hai chữ giáo dục hay quá Nếu quý vị hiểu ý nghĩa của hai chữ ấy Mới hiểu tư tưởng và ngôn hành của chúng ta Trong gia đình Và trong xã hội Quan trọng dường nào Vì sao Nó có thể ảnh hưởng người khác Người khác nhìn vào quý vị Bắt chước làm theo Trách nhiệm của quý vị Đối với xã hội rất nặng Chẳng thể nói Ta làm chuyện xấu Không có ai biết Chẳng mắc mớ ai Nghĩ như vậy là sai mất rồi đặc biệt là có sức ảnh hưởng đối với xã hội sức ảnh hưởng gì vậy trong gia đình gia trưởng cha mẹ ông bà chú bác các vị bề trên của quý vị sẽ ảnh hưởng quý vị trong xã hội những người thuộc các giai tầng lãnh đạo sẽ ảnh hưởng quý vị Ví như trong huyện thị Nhân dân Cũng nhìn vào huyện thị trưởng Hữu ý hay vô ý đều học tập theo ông ta Huyện thị trưởng cư xử chánh đáng Mọi người sẽ học theo lẽ chánh Kẻ làm huyện thị trưởng bất chánh mọi người sẽ đều học theo thói xấu nếu lên cao hơn nữa sẽ là người lãnh đạo quốc gia hiện thời phạm vi này. ảnh hưởng còn to hơn nữa tôi thấy có ảnh hưởng lớn nhất đối với những kẻ trẻ tuổi trong xã hội không gì hơn các minh tinh điện ảnh và những ngôi sao ca nhạc Nhất cử nhất động của họ Đều là khuôn mẫu cho bọn trẻ tuổi Nếu họ cư xử chánh đáng Những kẻ trẻ tuổi sẽ học theo điều hay Chúng ta chớ nên không biết điều này Bất cứ một ai chỗ cực kỳ vi tế là khởi tâm động niệm đừng nên nghĩ là một thiện niệm rất nhỏ hay là một ác niệm rất nhỏ không quan trọng đối với xã hội đối với chúng sanh những niệm ấy đều sanh ra ảnh hưởng hiện thời khoa học phát triển mọi người biết trên thế giới hiện thời luôn nói đến các luồng sống sống điện tờ sống âm thanh sống ánh sáng quý vị có biết là tư tưởng cũng tạo thành sống hay không một ý niệm hiện sẽ tạo thành luồng sống chánh hạnh một ý niệm ác sẽ là luồng sống tà hạnh quý vị có thể thấy làn sóng ấy không chỉ là có thể ảnh hưởng hữu hình chúng sanh tức là sáu căn của chúng ta có thể tiếp xúc Quý vị có thể thấy, có thể nghe. Quý vị chú tâm quan sát sẽ thấy người khác bị cảm nhiễm. Còn có những thứ mà sáu căn của chúng ta chẳng thể tiếp xúc. Trong Phật pháp gọi là cửu pháp giới chúng sanh mười pháp giới ngoại trừ chúng ta là nhân pháp giới chúng ta có thể tiếp xúc đối với chính pháp giới kia sáu căn của chúng ta chẳng có năng lực tiếp xúc tuy chẳng tiếp xúc có ảnh hưởng hay không có ảnh hưởng giống y hệt trong tôn giáo đã nói đến chuyện này rất nhiều Ví như Người Hoa thường nghe nói Chúng ta dấy lên một thiện niệm Hoặc dấy lên một ác niệm Quỷ thần biết Phật Bồ Tát biết Đây là những vị thuộc những chiều không gian khác với chúng ta <laughs> trong các tôn giáo khác cũng nói trong suốt một đời thiện niệm thiện ngôn thiện hạnh hoặc là ác niệm ác ngôn ác hạnh của quý vị Đều có quỷ thần ghi chép Đến cuộc xét xử cuối cùng Những thứ ấy Sẽ chứng cứ Thượng đế Thưởng thiện phạt ác Dựa vào đâu Dựa vào những hồ sơ tài liệu ấy Hồ sơ tài liệu ghi chép từ đâu Chính từ khởi tâm động niệm Sống dao động mà Những sống dao động ấy Trọn khắp pháp giới hư không giới Lẽ đầu chẳng thể gây ảnh hưởng cho được Xác thực là ảnh hưởng rất lớn Chớ nên không biết Do biết những chuyện này Cho nên Thánh nhân và chúng ta Thận độc Độc là một mình Quý vị ở trong nhà Chẳng có ai trông thấy quý vị Vẫn phải rất cẩn thận Chớ nên tùy tiện Chớ nên qua loa Vì sao? Có rất nhiều sinh vật Ta không trông thấy chúng ta không thấy họ, họ thấy chúng ta. chiều không gian của họ cao hơn chúng ta, họ có thể thấy chúng ta, nhưng chúng ta chẳng thấy họ. Nói theo Phật pháp sẽ càng rõ rệt hơn. Phật Pháp nói lục thông Thiên nhãn thông Trông thấy chẳng bị chướng ngại Thiên nhĩ thông Nghe chẳng chướng ngại Tha tâm thông Trong tâm của hết thảy chúng sanh nghĩ điều gì họ đều biết Tha là người khác Khởi tâm động niệm trong lòng người khác họ đều biết Đó là tha tâm thông Đức Phật dạy chúng ta Sáu loại thần thông Là những năng lực vốn sẵn có Trong tự tánh của hết thảy chúng sanh Chẳng lạ lùng tí nào Ai nấy đều có Này vì sao chúng ta chẳng có? Đức Phật bảo nguyên nhân là vì chúng ta đã mê tự tánh. Mê như thế nào? Vọng tưởng, phân biệt chấp trước ngăn trở đức năng và trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh khiến cho những thứ ấy chẳng thể hiện tiền. Kinh Hoàng Nghiêm nói rất thấu triệt. Nếu chúng ta có thể buông xuống Trừ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì Trí huệ và đức năng vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta đều hiện tiền Chẳng có chút nào lạ lùng Do vậy Chư thiền có báo đắc ngũ thông Họ chẳng có lậu tận thông những thứ khác đều có Vì, Vì sao, sao họ có Dục giới thiên Tuy chẳng đoạn dục Dục phòng của họ nhạt hơn chúng ta Càng lên cao hơn Càng mỏng hơn Chướng ngại sẽ càng ít hơn Chỉ cần quý vị nhạt bớt một phần Trí huệ và đức năng của quý vị Sẽ thấu lộ một phần nhạc bớt hai phần sẽ thấu lộ hai phần đạt đến một mức độ nhất định bản năng của quý vị sẽ dần dần khôi phục chư thiên dục giới xác thực có ngũ thông nhưng năng lực ngũ thông mỗi vị mỗi khác ví như đối với sáu tầng trời trong dục giới tiến lên cao mỗi tầng một cao hơn càng tiến lên đối với thất tình ngũ dục sẽ càng nhạt mỏng hơn đến sắc giới hoàn toàn chẳng có thất tình ngũ dục vì thế sắc giới đã hoàn toàn khống chế thất tình ngũ dục Trong ma Lại già có chủng tử tập khí Nhưng chúng chẳng thể giấy lên hiện hành Do công năng định lực của họ Họ dùng trí huệ khống chế Chẳng cho chúng nó giấy lên tác dụng Năng lực của họ càng to hơn nữa Năm món thần thông ấy càng to hơn nữa chúng ta biết sắc giới có 18 tầng trời, vô sắc giới có 4 tầng trời. Càng tiến lên cao hơn đúng là thần thông quảng đại như chúng ta đã nói. Họ biết hết. Những vị ấy thần thông quảng đại. Nói thật thà chẳng sánh bằng người vãng sanh thế giới cực lạc. chưa vị đọc kinh vô lượng thọ sẽ biết ngay. Quý vị thấy Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Chẳng cần nói đến phẩm vị Mà cũng chẳng bàn đến thời gian Ở trong thế giới cực lạc Dài hay ngắn Chẳng bàn tới Nói cách khác Người ta chỉ cần sanh về thế giới cực lạc Dẫu là người hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi phàm thánh đồng cơ sẽ đều là thiên nhãn đổng thị tức là đối với chúng sanh trong hết thảy các cõi phật khắp pháp giới hư không giới người ấy đều có thể trông thấy thiên nhĩ triệt thính Tất cả hết thảy các âm thanh Trong khắp pháp giới hư không giới Không có gì người ấy chẳng nghe được Thà tâm biến trì Hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm Người ấy đều biết Vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Năng lực sẵn có Trong tự tánh gần như đều khôi phục Quyết chẳng phải là Chư thiên trong 28 tầng trời Mà hồng sánh bằng Thu kém rất xa Đấy là do nguyên nhân gì Chúng ta vãng sanh là đối nghiệp vãng sanh Bổn nguyện và oai thần Của a di đà Phật gia trì làm duyên Cái nhân là trí huệ Và đức năng Vốn sẵn có trong tự tánh bèn hiện tiền Vì thế pháp môn này Thù thắng khôn sánh Hãy nên biết Cõi trời và nhân gian trong thế gian này Chẳng đáng để lưu luyến Cõi trời còn chẳng có gì để lưu luyến huống hồ nhân gian Vì thế Người học Phật phải thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này Chúng ta khóa chặt mục tiêu nơi thế giới cực lạc Trong một đời này chẳng vãng sanh sẽ không được Thứ gì trong thế gian này cũng đều chẳng lưu luyến Phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng Bất luận tại gia hay xuất gia Hãy thật sự là đệ tử Đức Phật Thì phải buông xuống Phải thấy thấu suốt Nêu gương buông xuống Thấy thấu suốt cho đại chúng Như vậy thì quý vị là a xà lê Chúng ta dùng a lê Theo ý nghĩa mở rộng Tức là người nêu gương tốt đẹp cho đại chúng trong xã hội Bất luận là ai Nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp Hãy nêu gương tốt cho người khác thấy Người ta sẽ tự nhiên học tập theo quý vị Quý vị thật sự là a xà lê Tùy quý vị chẳng có danh hiệu a xà lê Nhưng quý vị là thật chẳng giả Chúng ta phải hiểu điều này Điều này thuộc về cảnh giới hòa nghiêm Cũng chính là như trong Phật môn thường nói Coi trọng thực chất Chẳng coi trọng hình thức Người theo đuổi công tác dạy học Đấy là có hình thức Bất luận tại gia hay xuất gia Thể theo đuổi chuyện dạy học Nếu có thể Học vi nhân sư Hành vi thế phạm sẽ là bậc a xà nếu chẳng phải là kẻ theo đuổi công tác dạy học nam nữ và trẻ các nghề nghiệp quý vị đối với công việc thuộc về bổn phận của chính mình đều thực hiện rất đúng pháp nếu gương tốt cho đại chúng trong xã hội quý vị chính là a xà dẫu chẳng có hình thức nhưng quý vị là thật chẳng giả Quý vị làm rất giống Sẽ được tam bảo gia trì Quý vị rất giống một vị Phật hoặc Bồ Tát tái lai Ví như làm thương nhân Sẽ là thương nhân Bồ Tát Quý vị là công nhân Sẽ là công nhân Bồ Tát Bất luận làm nghề nghiệp gì Quý vị đều làm nghề ấy viên mãn nhất Bồ Tát hóa thân mà Làm công nhân dọn vệ sinh Quý vị thấy người ấy sẽ hết sức nghiêm túc tròn trách nhiệm Chỗ người ấy dọn dẹp sạch bóng Chẳng nhiễm mấy trần là bậc bồ tát trong những công nhân dọn vệ sinh đều là a xà lê thật sự thọ xà lê giáo giáo là ảnh hưởng thọ xà lê giáo nghĩa là chúng ta tiếp nhận sự giáo huấn của a xà lê hiện thời Nói theo phía các vị đồng học đã lâu ngày Giáo huấn của Đức Phật chính là kinh điển Kinh là do Đức Phật dạy Chú giải thì nay chúng ta chọn bản sớ sao của Thanh Lương Đại Sư Thanh Lương Đại Sư là A Sà Lê của chúng ta chúng ta chọn bản hợp luận của lý trưởng giả để tham khảo lý trưởng giả là a xà lê của chúng ta chúng tôi chọn tác phẩm để dùng trong việc giảng dạy là bộ sớ luận toản yếu do thiền sư cổ sơn đạo bái biên soạn Trong niên hiệu Càng Long Thiền sư đạo bái là A Sà Lê của chúng ta Chúng ta thọ xà Lê Giáo Kinh cho Đức Phật dạy Chú giải cho xà Lê dạy Chúng ta tu tịnh độ Năm kinh một luận của tịnh độ Cho Đức Phật dạy Lịch Đại Tổ Sư Chú Giải là Sa Lê Trong quá khứ Thầy Lý dạy tôi Học theo Pháp Sư Ấn Quang Học Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Ấn Quang Pháp Sư Toàn Tập Đấy chính là A sa Lê Chúng ta đọc tụng Tư duy Lý giải Y giáo phụng hành Đấy là Thọ Sà Lê Giáo Đưa nguyện chúng sanh Phải biết câu này Có ý nghĩa sâu rộng Không ngần mé ở đây là nói đến chúng sanh Trong hết thảy các cõi Phật Khắp Pháp giới hư không giới Quý vị nói phạm vi to cỡ nào Chẳng phải là trên quả địa cầu này Cũng chẳng phải là trong hệ ngân hà này của chúng ta Mà là chúng sanh thuộc mười Pháp giới Trong hết thảy các sát độ khắp Pháp giới hư không giới Thật sự mở rộng tâm lượng Tâm lượng to lớn Niệm niệm có tâm lượng to ngần ấy Đấy chính là Đại đạo tâm chúng sanh như cổ Đại Đức đã nói Đại đạo tâm chúng sanh Học Phật nhanh chóng Có điều kiện này Sẽ có thể học Hoa Nghiêm Mở đầu bộ Hoa Nghiêm Kinh sớ sao Thanh Lương Đại Sư đã nói về bậc đương cơ của Kinh này Tức 10 loại người Hội đủ điều kiện Học hoa nghiêm Trong đó Có một loại là đại đạo tâm chúng sanh Tâm lượng của người ấy quá lớn Khởi tâm động niệm Đều là khắp pháp giới hư không giới Người có tâm lượng như vậy Tương ứng với hoa nghiêm Niệm, niệm niệm lợi ích hết thảy chúng sanh đã lợi ích hết thảy chúng sanh thì làm sao quý vị có thể hại chúng sanh cho được đương nhiên là tuyệt đối sẽ chẳng có ý niệm ấy niệm nào cũng đều là thiện niệm thiện ngôn từ sẽ thiện ngôn từ thiện hạnh sẽ thiện đấy là cụ túc xà lê cụ túc oai nghi sở hành chân thật người hoa gọi oai nghi là quy củ phong độ nhân phẩm những từ ngữ ấy đều rất gần với điều này oai là oai đức nghi là nghi biểu nói nông cạn hơn rõ ràng hơn một tí sẽ là quy củ trong giới luật nói thật ra những điều khoản về giới luật chẳng nhiều lắm Oai nghi nhiều Đối với Sai Di Tức hàng Sai Di trong Phật giáo Giới luật chỉ có 10 điều Ngoài ra còn có 24 môn oai nghi Tức là những quy củ trong cuộc sống hàng ngày Này chúng tôi khích lệ các đồng học Phải học bổ sung Về nền giáo dục Đặt vững căn cơ Dùng gì để đặt vững căn cơ? Dùng để tử quy Đệ tử quy Là oai nghi Giới là gì? Giáo huấn của khổng phu tử là giới Đệ tử nhập tắc hiếu Xuất tắc để Cẩn nhi tính Phím ái chúng Nhi thân nhân Hành hữu dư lực tắc dĩ học văn đấy là giới quý vị thấy người đời sau dựa trên các giới điều ấy định ra khá nhiều quy củ nhằm thực hiện giới điều ấy trong thường nhật đó là oai nghi vì thế đời tử quy là giới luật và oai nghi của nho gia là căn bản để làm người có như vậy thì mới giống người quý vị thật sự có thể làm được như vậy quý vị là người thật sự tức là thật sự thực hiện đạo làm người quý vị chẳng làm được tùy có hình dáng con người Nhưng tư tưởng và hành vi của quý vị chẳng giống như người Tư tưởng và hành vi chẳng giống người Trong tương lai chết rồi sẽ đi về đâu Chẳng phải là đã rõ rệt ư Giống thứ gì thì đi đến đó Giống súc sanh bèn vào súc sanh đạo Giống ngạ quỷ bèn vào ngạ quỷ đạo Giống địa ngục bèn vào địa ngục đạo Giống người đời sau nhất định là quý vị vẫn làm thân người thậm chí đức hạnh của quý vị tăng tấn đời sau sẽ được sanh lên trời sở hành chân thật chân là chân tánh thật là tánh đức tư tưởng và ngôn hạnh đều tương ứng với trí huệ và đức năng sẵn có trong tự tánh đấy là chân thật trong phật pháp là tam quy ngũ giới thập thiện thập thiện là cơ sở chẳng làm được thập thiện thì tam quy ngũ giới sẽ là giả hữu danh vô thực phải như thế nào để làm được thập thiện có cơ sở đệ tử quy thập thiện sẽ chẳng khó đấy gọi là phật pháp kiến lập trên cơ sở thế pháp nếu quý vị chẳng phải là thiện nhân trong thế gian sẽ chẳng thể nhập phật môn nhập phật môn quý vị thấy mở kinh điển ra nhất định sẽ thấy thiện nam tử thiện nữ nhân thiện nam tử thiện nữ nhân đầy đủ thiện pháp thế gian tức là phụ túc thế thiện sau đấy lại học thập thiện của phật giáo mới thực sự là thiện nam tử thiện nữ nhân quý vị có thể thọ trì tam quy ngũ giới Chúng tôi giảng bài kệ này tới đây Chư vị đồng học Xin mời ngồi xuống Xin mời mọi người ngồi xuống Xin xem tiếp bài kệ thứ 14 Thọ hòa thượng giáo Đưa nguyện chúng sanh Nhập vô sanh trí Đáo vô y xứ Trước hết Chúng ta xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư Hòa Thượng Thử Vân Thân Giáo Diệt vân lực sanh Đạo lực tự bỉ sanh cố Cố phiên vân Nhập vô sanh trí Y chi đắc giới Cố phiền vô y <laughs> hòa thượng là tiếng phạn của ấn độ dịch sang nghĩa tiếng hán là thân giáo sư dịch thành thân giáo sư chúng ta thấy hai chữ này có thể nghĩ đến ý nghĩa của chúng Vị đích thân dạy bảo chúng ta Vị ấy được gọi là hòa thượng Giống như thông thường Chúng ta cầu học Sẽ có thầy Còn có trợ giáo Thầy là hòa thượng Trợ giáo là xà lê trong một môi trường hiệu trưởng là thân giáo vì sao chánh sách dạy học do ông ta chế định quyết định chương trình học do ông ta xếp đặt môn học nào sẽ mời ai đến dạy là do hiệu trưởng mời hiệu trưởng mời vị thầy ấy đến giúp ông dạy học nói cách khác họ đều là trợ giáo của hiệu trưởng đến chấp hành kế hoạch dạy học của ông ta vì thế đều thuộc loại trợ giáo do vậy có thể biết đối với chuyện học hành trong nhà trường hiệu trưởng là hòa thượng hòa thượng không nhất định đứng lớp ông ta mời a xà lê đứng lớp chư vị phải hiểu điều này thực hiện giáo dục tốt đẹp quốc gia tưởng thưởng hiệu trưởng ông ta đã thực hiện tốt đẹp chẳng nói là vị giáo viên nào làm tốt đẹp vị giáo sư nào làm tốt chẳng phải vậy quốc gia tưởng thưởng hiệu trưởng nếu chẳng thực hiện giáo dục tốt đẹp kẻ bị trừng phạt cũng là hiệu trưởng quý vị phải hiểu điều này vì thế trong nhà trường chúng ta được hưởng sự giáo dục tốt đẹp người đầu tiên chúng ta cảm ơn chẳng phải là vị thầy dạy ta mà là hiệu trưởng phải cảm kích ông ta vị thầy dạy chúng ta do hiệu trưởng mời chúng ta phải cảm kích người mời Hòa Thượng và Xà Lê sai khác ở chỗ nào? Chúng ta hiểu ngay. Xà Lê là vị thầy khu phép Học vi nhân sư hành vi thế phạm Là các vị giáo sư trong các trường học Thân giáo sư là hiệu trưởng trong viện nghiên cứu như các lớp thạc sĩ lớp tiến sĩ cũng có thể gọi vị giáo sư hướng dẫn là hòa thượng Tuy ông ta Chẳng chủ trì toàn thể chính sách giáo dục nhưng phụ trách chuyên môn nghiên cứu một khoa mục thường là khoa mục ấy do ông ta thiết kế làm chủ chỉ đạo vì lẽ ấy giáo sư hướng dẫn có thể gọi là hòa thượng chuẩn vị phải biết hòa thượng không nhất định là người xuất gia hòa thượng và a sa lê trong phật môn này chúng ta thường gọi là pháp sư cũng không nhất định là người xuất gia người tại gia cũng có thể xưng hô như vậy chỉ có sa di tỳ kheo những cách xưng hô ấy nhất định là người xuất gia chúng ta phải hiểu những kiến thức thông thường này phàm là người chủ trì giáo học thì mọi người gọi vì đó là hòa thượng tại ấn độ đều gọi là hòa thượng do vậy hòa thượng cũng chẳng phân biệt nam nữ ví như hiệu trưởng của một ngôi trường là nữ bà ta được gọi là hòa thượng trong quá khứ Tôi cầu học ở Đài Trung Thầy chúng tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Là người tại gia Chúng tôi gọi Ngài là Hòa Thượng Vì toàn bộ kế hoạch dạy học xác thực là do Ngài Thiết kế Chỉ đạo Ngài cũng có mấy vị trợ giáo Quá nữa những vị trợ giáo ấy Là học trò của Ngài Đã theo Ngài học Phật nhiều năm Như thuở trước Từ quan đồ thư quán ở Đài Trung Năm nào cũng đều tổ chức mấy khóa đại chuyên phật học giảng tòa à, thời gian của phật học giảng tòa tuy không dài đều là nhằm dịp nghỉ hè hay nghỉ đông à, bộ... sinh viên lợi dụng kỳ nghỉ để ghi danh tham dự ở đài loan các trường đại học chuyên nghiệp đều có chương trình học gồm sáu môn Nội dung môn học do Thầy thiết kế sắp xếp Môn học nào thì mời người nào đến dạy Do Thầy mời Thầy là Hòa Thượng Quan hệ giữa học trò và người đảm nhiệm dạy học Tức dạy một môn học nào đó Là Asale chúng ta phải phân định rất rõ ràng những điều này vì thế ngài là thân giáo sư một ý nghĩa khác nữa là lực sanh hòa thượng là từ ngữ phiên âm từ tiếng phạn vì thế có lúc trong kinh điển chúng ta thấy Chữ thượng trong hòa thượng Được viết thành chữ thượng trong thượng hạ Vẫn được Nó là từ ngữ phiên âm Miếng đồng âm là được rồi Do nó phiên âm từ tiếng Phạn Cho nên phải hiểu ý nghĩa Lực sanh là gì? Chúng ta học Phật Đối với giới định huệ của chúng ta Giới định huệ là đạo giới định huệ có sức giới có sức tự nhiên là có thể đoạn ác tu thiện định có sức quyết định có thể khống chế vọng tưởng nếu trí huệ có sức quý vị sẽ có thể phân biệt chân vọng tà chánh đúng sai quý vị có năng lực ấy đạo lực ấy do từ chỗ hòa thượng mà đạt được do ngài giáo huấn chúng ta mới có năng lực trí huệ đức năng ấy trí huệ và đức năng sanh từ ngài vì thế hòa thượng còn được dịch là lực sanh ngài có năng lực giúp cho chúng ta sanh khởi đạo lực đấy là ý nghĩa của hai chữ hòa thượng thọ hòa thượng giáo tiếp nhận giáo huấn của thầy trong phần trước chúng ta đã đọc thấy đại sư tiểu sư đại sư là phật tiểu sư là hòa thượng hòa thượng dạy chúng ta bất luận là tư duy ngôn ngữ hay hành động quyết định chẳng rời lìa kinh giáo đấy là một vị hòa thượng thật sự tốt đẹp vì sao Phật là bậc giác ngộ triệt để rốt ráo có thể nói là chẳng có mảy mày khiếm khuyết Đấy là điều thánh nhân thế gian chẳng làm được thánh nhân thế gian chẳng giác ngộ triệt để còn có lầm lỗi bồ tát đạt đến địa vị đẳng giác bồ tát có lầm lỗi hay không nói theo phía chúng ta các ngài tuyệt đối chẳng thể nào có lầm lỗi nhưng nếu so sánh các ngài với vị phật đã đạt đến quả địa rốt ráo các ngài vẫn chẳng bằng trong những phần trước chúng tôi đã nói nhiều lần phật môn chỉ cần phá một phẩm vô minh minh tâm chiến tánh Trong thiền tông nói là Kiến tánh thành Phật Vì Phật ấy là chân Phật Chẳng phải là giả Phật Tiến lên cao hơn Hãy còn có 42 địa vị Kể từ sơ trụ 42 địa vị ấy có phải là thật hay không? Thưa cùng chư vị, xác thực chẳng có. Nhất chân pháp giới là bình đẳng. Nếu còn có 42 giai cấp, làm sao có thể nói là pháp bình đẳng cho được? Chúng ta biết Nói theo Kinh Hoàng Nghiêm chướng ngại của chúng ta là gì? ba loại lớn chấp trước là kiến tư phiền não có thể chẳng chấp trước hết thảy các pháp thì sẽ không còn kiến tư phiền não phân biệt là trần sa phiền não đối với hết thảy các pháp thế gian và xúc thế gian đều chẳng phân biệt cuối cùng là vọng tưởng vọng tưởng là gì cởi tâm động niệm Đấy là tầng sâu nhất Phá một phẩm vô minh là gì? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Chẳng khởi tâm không động niệm Thật sự chẳng khởi tâm không động niệm Sẽ là phá sạch vô minh Vượt thoát mười pháp giới Người ấy đạt đến nhất chân pháp giới Nhất chân pháp giới Toàn là chẳng khởi tâm Không động niệm Chẳng phải là bình đẳng ư Sơ trụ Bồ Tát Vừa mới tiến nhập nhất chân Pháp giới Chẳng khởi tâm Không động niệm Đẳng giác Bồ Tát Cũng chẳng khởi tâm Không động niệm Cho đến quả vị rốt ráo Vẫn là chẳng khởi tâm Không động niệm Lấy đâu ra sai biệt chẳng có Pháp giới bình đẳng Gọi là nhất chân vì sao Đức Phật lại nói 41 giai cấp Có 41 giai cấp hay không? Có chứ Vậy thì vì sao vừa rồi lại nói là chẳng có Nói theo tướng thì chẳng có Nói theo lý thì có Nơi sự chẳng có, nơi lý bèn có đấy là chuyện như thế nào trong phần trước cổ đại đức đã dùng tỷ dụ để nói các ngài dùng tỷ dụ khéo lắm ví như bình rượu tức là cái bình để đựng rượu đã đổ hết sạch rượu rồi xác thực là chẳng có bên trong cũng lau chùi rất sạch sẽ thật sự là chẳng có rượu là bình rỗng tuếch khá nhiều cái bình rỗng tuếch để chung với nhau đều là bình rỗng tuếch có phải là bình đẳng hay không bình đẳng ngửi thử vẫn còn hương vị rượu Cầm lấy cái bình kia ngửi Hơi rượu nhạt hơn một chút Cái bình này mùi nồng hơn một chút Lại ngửi cái bình kia Lại thấy nhạt hơn một chút Nếu lấy cái bình khác chẳng có mùi Bình đều trống rỗng chẳng có gì hết Bình đắng mà Nhưng có hương vị Đấy là gì? Tập khí vô thủy vô minh Chưa đoạn tập khí vô thủy vô minh Có trở ngại sự hay không? Chẳng ngăn ngại sự rỗng không Thứ gì cũng đều chẳng có Vì thế nhìn từ sự tướng Sơ trụ Bồ Tát và quả địa rốt ráo bình đẳng Giống như hai cái bình trống không Thứ gì cũng đều chẳng có Nhưng một cái khi ngửi chẳng có mùi Một cái khi ngửi hãy còn có mùi 42 giai cấp là nói theo kiểu như thế đó Quý vị đừng nghĩ chúng là thật vì ấy là sơ trụ Bồ Tát Là đẳng giác Bồ Tát Là thập địa Bồ Tát Đấy chính là sự phân biệt hư vọng của chúng sanh Chuyện này chẳng thể nói là có Mà cũng chẳng thể nói là không Nếu quý vị nói là có Các ngài thật sự bình đẳng Chẳng tìm thấy có tầng cấp khác biệt Quý vị nói chẳng có Tập khí của mỗi cá nhân Dày hay mỏng khác nhau Do trong hết thảy mọi nơi Quý vị chẳng trông thấy tập khí Tùy có tập khí Nhưng do công phu định lực quá sâu Tập khí chẳng giấy lên hiện hành Cũng có nghĩa là nó chẳng khởi tác dụng Chẳng như phàm phu Do phàm phu tập khí nặng nề nên nó khởi tác dụng Nói như vậy Quý vị bảo là có Thì trong tâm môn nói là chẳng có Giáo hạ nói là có Có và chẳng có không xung đột Đều có thể nói xuôi thuận Có và không chẳng hay Nhập pháp môn bất nhị Pháp môn bất nhị là nhất chân pháp giới Bất nhị là nhất chân do vậy tiếp nhận sự dạy bảo của hòa thượng đưa nguyện chúng sanh nhập vô sanh trí vô sanh trí là trí huệ tự nhiên là trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh chẳng đến từ bên ngoài chẳng phải là do học được chỉ cần diệt trừ chướng ngại của chính mình trí huệ ấy sẽ hiện tiền giống như ánh sáng mặt trời vốn sẵn có hôm nay trời mưa trời âm u chẳng thấy mặt trời đó là gì mặt trời bị các tầng mây che khuất tầng mây có dày hay mỏng càng dày ánh sáng lộ ra càng ít mây càng mỏng ánh sáng lộ ra càng nhiều điều này rất giống mười pháp giới ba ác đạo trong mười pháp giới là chỗ mây dày nhất trí huệ chẳng thấu lộ được trí huệ bèn biến thành phiền não biến thành vọng tưởng do vậy trong kinh đại thừa thường nói phiền não tức bồ đề đám mê trí huệ biến thành phiền não giác ngộ phiền não biến thành trí huệ xác thực là nó có thể chuyển biến là một thể là hai mặt của một thể Phàm và Thánh Chính là giác và mê Phàm phu giác ngộ Bèn thành Thánh Đã mê gọi là phàm phu Chúng ta cũng phải hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch sự thật này Hòa thượng dạy dỗ Mục tiêu chung cực Là khế nhập Vô sanh trí Vô sanh trí Cũng chính là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Như trong giáo pháp đại thừa thường nói Dịch sang nghĩa tiếng Hán là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Vô thượng chánh đẳng chánh giác vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh chẳng do từ bên ngoài mà có vì thế trí huệ chẳng sanh chính mình vốn sẵn có mà nếu chúng ta buông xuống chấp trước trí huệ quang minh trong tự tánh sẽ lộ ra một phần trí huệ chân thật chẳng giả đây là cảnh giới của ai a à la hán a à la hán và bích chi phật đều là cảnh giới này các ngài Đối với hết thảy người, sự, Phật Pháp thế gian và xuất thế gian Chẳng còn chấp trước Tâm được thanh tịnh Tâm thanh tịnh Sanh ra trí huệ Trong vô thượng chánh đẳng chánh giác Ngài đạt được chánh giác Có chánh giác Đương nhiên là sẽ có chánh hạnh Do vậy Ngài được xếp vào bậc thánh nhân Chẳng phải là phàm phu Lại tiến cao hơn Phân biệt cũng đoạn trừ Chẳng còn phân biệt hết thảy các pháp phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng chẳng còn phân biệt gần như là trí huệ trong tự tánh thấu lộ một nửa đấy là hạng người nào bồ tát chánh đẳng chánh giác là bồ tát trong cảnh giới cao nhất không chỉ là chẳng có phân biệt đã buông xuống phân biệt mà khởi tâm động niệm cũng chẳng có vì sao và những gì có hình tướng đều là hư vọng có gì đáng để khởi tâm động niệm sáu càng giống như một tấm gương soi cảnh giới bên ngoài rành mạch rõ ràng đấy là huệ Chẳng khởi tâm không động niệm Là định Tự tánh vốn định Định và huệ cùng vận dụng Vận dụng đồng thời Đấy là bậc pháp thân Bồ Tát Trong nhất chân pháp giới Dụng của Ngài là ở chỗ nào? Chúng sanh có cảm Ngài sẽ có ứng Tự tánh là Phật tánh Là Pháp tánh Tự nhiên cảm ứng Đạo giao cùng hết thảy chúng sanh Trong phần trước chúng tôi đã nói Khởi tâm đồng niệm của chúng ta Dẫu là một niệm nhỏ bé đến mấy đi nữa Hoặc một ý niệm nhỏ nhặt chẳng đáng nói tới thiện niệm hay ác niệm đều có cảm Sống điện từ và sống ánh sáng Chẳng thể sánh bằng sống tư tưởng Tốc độ của sóng điện từ hoặc sóng ánh sáng chẳng mau Hiện thời các khoa học gia đã đo lường Nhận thấy tốc độ của sóng điện từ và sóng ánh sáng không khác nhau cho lắm Mỗi giây chúng đi được 30 vạn cây số Ánh sáng từ mặt trời chiếu đến địa cầu phải mất 8 giây Luôn sống tư tưởng của chúng ta tuyệt diệu thay Vừa động niệm Đã trọn khắp hư không pháp giới Sống điện từ Quá ư là chậm so với nó Chẳng có cách nào so sánh được chỉ cần một niệm Sống tư tưởng đã trọn khắp hư không pháp giới Vì thế Đối với toàn thể hư không pháp giới Pháp tánh và pháp tướng Đều có thể nhận được Đều có cảm ứng vì sao xã hội hiện thời biến thành nông nổi này? Do các nghiệp cảm vời Chứ vị đồng học nhất định phải biết Thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật Và thế giới này của chúng ta chẳng khác nhau Thế giới cực lạc của Tây Phương a di Đà Phật Và thế giới này cũng chẳng khác nhau Vì sao thế giới của người ta tốt đẹp ngần ấy Thế giới của chúng ta tệ hại như thế Chẳng có gì khác Người ở bên kia Chúng ta nói là cư dân tâm tánh tốt đẹp Cư dân trong thế gian này Tâm bất hảo chẳng phải là do hoàn cảnh bên ngoài hoàn cảnh biến đổi thuận theo lòng người các nhà phong thủy nói có lý lắm các nhà phong thủy nói phước nhân cư phước địa phước địa phước nhân cư lời này bao hàm ý nghĩa rất sâu chỉ cần quý vị có phước chỗ quý vị cư trụ thảy đều có phước báo nếu quý vị chẳng có phước dẫu cuộc đất ấy là phước địa theo quý vị sống tại đó phước địa ấy dần dần biến thành xấu tệ đúng như phật pháp đã nói cảnh chuyển theo tâm cảnh giới bên ngoài thuận theo ý niệm trong lòng người mà dấy lên sự biến hóa hiện thời chúng ta tôi từng nói là người hiện thời nói đến chuyện bảo vệ môi trường trong khi giảng kinh tôi đã từng nói rất nhiều lần đối với chuyện bảo vệ môi trường toàn thể thế giới làm cách nào đi nữa đều chẳng thu được hiệu quả vì sao chẳng thu được hiệu quả họ chẳng thực hiện từ căn bản chỉ là dùng phương pháp ấy sẽ chẳng được đau đầu chữa bệnh nơi đầu đau chân chữa bệnh nơi chân chẳng thể trị lành bệnh như thế nào thì mới có thể bảo vệ môi trường tốt đẹp chỉ cần lòng người tốt đẹp chỉ cần lòng người tốt lành toàn thể núi sông đại địa toàn thể thế giới thảy đều biến thành tốt lành thật sự là mưa hòa gió thuận Chỉ có Kinh Phật nói rõ ràng Thấu triệt đạo lý này Hết sức khó nói Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản Đã dùng phương pháp khoa học Chứng minh bằng thí nghiệm với nước Tôi nghe tin tức này rất hoan hỷ Khi đó tôi ở Úc tìm người liên lạc với ông ta mời ông ta sang úc báo cáo ông ta chấp thuận báo cáo mấy lượt tại úc rất cặn kẽ về sau tôi sang thăm đông kinh có đến thăm phòng thí nghiệm của ông ta Ông ta có vài nghiên cứu viên Lần đầu tiên tôi đến thăm phòng thí nghiệm của ông ta Họ đã thí nghiệm cả 8 năm Xác thực chứng minh nước là khoáng vật Thế mà có thể chuyển biến thuận theo tâm người Người ta đối với nước bằng thiện niệm Nó sẽ hiển lộ kết tinh rất đẹp Người ta đối với nước bằng ác niệm Nó sẽ kết tinh hết sức xấu xí Núi sông đại địa Là khoáng vật Cây cối hoa cỏ là thực vật Thấy đều có cảm ứng Quý vị đối với nó bằng thiện niệm Nó sẽ có thiện cảm Quý vị có ác niệm đối với nó Nó sẽ có ác cảm Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Tự mình làm thí nghiệm Chẳng sai tí nào Chúng tôi ở Úc Châu Đất đai rộng rãi Vì thế Trồng rau trong sân Tôi xin các chuyên gia nông nghiệp cung cấp hạt giống có rất nhiều loại mấy chục loại chúng tôi chẳng dùng phân hóa học chẳng dùng thuốc sắc trùng rau mọc rất tươi tốt chúng tôi cho rau nghe phật hiệu nó có thể nghe Phật hiệu là tối thiện Do vậy nó mọc thật tươi tốt Chúng tôi cho tất cả các tiểu động vật Đều nghe Phật hiệu Đều nghe giảng kinh Đều nghe tán Phật Do vậy các tiểu động vật đều hợp tác cây ăn quả các loài chim nhỏ có thể đến ăn chúng tôi chuyên dành một số cây để nuôi các loài chim nhỏ chim tới chỗ chúng tôi kiếm ăn những cây ăn quả của chúng tôi không một con nào đụng đến chúng tôi có những thứ chuyên dành cho chúng nó chúng nó hiểu chuyện quý vị phải trò chuyện với chúng nó không chỉ là quý vị có thể trò chuyện với động vật mà thực vật cũng có thể trao đổi quý vị yêu thương chúng chúng sẽ tăng trưởng hết sức tốt khi chúng tăng trưởng trọn vẹn sẽ cúng dường quý vị khi đó ở trên núi vị thường trụ trên núi là pháp sư ngộ khiêm có một hôm Pháp sư Ngộ Khiêm nằm mộng Thấy một quả dưa leo báo mộng Nó nói nó đã tăng trưởng rất tốt Đáng nên hái Cớ sao bà vẫn chẳng hái tôi Ngày hôm sau Bà ta ra vườn rau tìm Quả nhiên ẩn dưới đám lá Có một quả dưa leo rất to mỗi lần hái dưa leo bà ta chẳng hái nó vì quá nhiều lá chẳng thấy nó báo mộng bảo bà ta đến hái quả nhiên tìm được màu nhiệm chẳng thể tả chúng tôi gặp những chuyện ấy quá nhiều vì thế quyết định chẳng sắc sanh đối với những tiểu động vật mũi kiến đều có thể cư xử hết sức tốt đẹp chúng tôi sống hòa thuận với chúng nó đối đãi bình đẳng chúng ta thấy kiến nhất định sẽ chắp tay bồ tát kiến thấy mũi bồ tát mũi Cô Dương đã học hiểu Mùa hè mũi rất nhiều Bà ta thương lượng với mũi Các người có thể đốt ta Vì các người cần phải ăn Ta cũng bằng lòng bố thí cho ngươi Các người đốt thân Lưng bàn tay thì được Chứ đừng đốt trên mặt Mặt bị đốt tùm lum khó coi lắm Ngày mai chẳng tiện gặp người khác Quả nhiên chẳng có con mũi nào đốt trên đầu trên mặt Có thể thương lượng Nó ăn no sẽ bỏ đi Quý vị chịu bố thí cho nó Nó lại chẳng tổn thương quý vị Mũi đốt rất đau, rất ngứa Bà ta nói, không được rồi, ta bố thí các người Các người có thể đừng làm cho ta bị đau, bị ngứa hay không Mũi đốt bà ta quả nhiên không đau, không ngứa chúng đều có linh tánh chúng tôi nói thông tục là tiểu động vật đều thông tình đạt lý chúng ta đưa ra điều kiện chúng nó đều rất tuân thủ chúng ta đã sơ sót đối với thực vật và quán vật tiến sĩ giang bổn thắng làm thí nghiệm chứng tỏ khoáng vật giống như động vật chúng ta đối đãi chúng nó bằng thiện tâm chúng nó đều trở nên hết sức tốt đẹp đối đãi chúng bằng ác niệm nó sẽ trở nên rất xấu xí trở nên rất tốt đẹp đất đai phì nhiêu trồng thứ gì cũng đều dễ dàng quý vị nói nơi này rất đáng ghét đất đai chỗ đó nhất định sẽ biến thành rất tệ vì thế nếu lòng người trong thế gian này thuần thiện giống như những người sống trong thế giới cực lạc núi sông đại địa sẽ chẳng khác gì thế giới cực lạc đúng là đẹp đẽ khôn xiết Đấy chính là gì? Vô sanh trí Vô sanh trí là tánh đức Trong giáo pháp Đại Thừa Đức Phật đã dạy Các hiện tướng Trong toàn thể vũ trụ do đâu mà có Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến tâm là pháp tánh pháp tánh biến pháp tánh biến thành hiện tướng hiện tướng là pháp tánh giống như dùng vàng làm đồ vật món nào cũng đều là vàng món đồ này làm bằng vàng vàng ở chỗ nào món đồ là vàng quý vị làm cái nhẫn nhẫn là vàng quý vị làm thành vòng đeo tay vòng đeo tay là vàng pháp tánh ở chỗ nào hết thể các hiện tướng là pháp tánh pháp tánh tự nhiên nó có thấy nghe hay biết nó có sắc thanh hương vị vì thế tôi trò chuyện với tiến sĩ giang bổn thắng bảo ông ta Ông ta vốn bài xích tôn giáo Vì là một người thuần nghiên cứu khoa học Sợ bị người khác chê ông ta mê tín. Tôi tiếp xúc ông ta Thoạt đầu vẫn là dường như Ông ta rất lo ngại Sau này tôi thuyết phục được ông ta Khiến ông ta tin tưởng Tôi nói Những điều ông đã thí nghiệm trong kinh Phật thấy đều có nhưng có những điều Kinh Phật đã dạy Ông còn hoàn toàn chưa thí nghiệm Đối với thấy, nghe hay biết Ông đã thí nghiệm Khoáng vật có thấy, nghe hay biết Đấy là tánh đức Nó còn có sắc, thanh, hương vị Này những thí nghiệm do ông đã làm Chỉ có sắc Ông đã trông thấy Những âm thanh Ông chưa nghe Mùi hương Ông chưa ngửi được Vị Ông chưa nếm được Nó có sắc thanh hương vị Ông chỉ có sắc Chứ thanh hương và vị vẫn chưa làm được Ông phải tiếp tục nỗ lực Khẳng định là có Những điều ấy đều được chứa đựng ẩn tàng trong vô sanh trí đáo vô y xứ vô y xứ là pháp tánh vô sanh trí là tự tánh giác vô y xứ là trở về tự tánh đấy là nói đến điều chân thật rốt ráo nếu quý vị có thể khế nhập đôi chút hiểu rõ đạo lý này sẽ cảm nhận toàn thể vũ trụ là chính mình quý vị có thể hiểu rõ có thể khẳng định đó chính là pháp thân quý vị chẳng còn chấp trước cái thân này là tự thân quý vị hiểu toàn thể vũ trụ là tự thân là pháp thân khó có lắm quý vị đã chứng đắc pháp thân người chứng đắc pháp thân bèn thành phật là pháp thân như lai Kinh Hoàng Nghiêm gọi người như vậy là Pháp Thân Đại Sĩ Pháp Thân Đại Sĩ và Pháp Thân Như Lai là một không hai Là một ý nghĩa Chẳng còn nghĩ thân này là chính mình Cái thân này có lìa khỏi Pháp Thân hay không? Chẳng có Người chứng đắc Pháp Thân hoác nhiên giác ngộ Toàn bộ thân thể là chính mình chẳng phải là một tế bào trên cái thân là chính mình này chúng ta là phàm phu phàm phu trong lục đạo giống như một tế bào trên pháp thân là một tế bào trên cái thân ngỡ thứ ấy là chính mình quên khuấy pháp thân thật sự ngày nào giác ngộ toàn thể vũ trụ là chính mình vì thế nói mười phương ba đời phật Cùng chung một pháp thân Trong phần trước chúng ta đã đọc Nhất tâm, nhất trí huệ Lực vô úy diệt nhiên Trong giáo pháp đại thừa Những câu như vậy rất nhiều Do vậy Phật giáo cao cấp nói vô y mới nhập môn thì phải có y tam quy y chúng ta phải y phật y pháp, y pháp y tăng phải ghi nhớ điều này phật là tự tánh giác pháp là tự tánh chánh tăng là tự tánh thanh tịnh tam bảo bên ngoài còn gọi là trụ trì tam bảo là hình tướng Hình tướng ấy Biểu thị ý nghĩa Từ hình tướng bên ngoài Nếu quý vị quay về ý nghĩa Sẽ được thọ dụng Vì vậy Trong thấy tượng Phật Bạn nghĩ đến Tự tánh giác Nhắc nhở chúng ta Chẳng có tượng ấy bọn phàm phu nghiệp chướng rất nặng hết sức dễ quên thường xuyên quên bẩn chẳng giấy khởi được tượng phật giúp chúng ta giấy khởi tượng phật biểu thị tánh đức tượng bồ tát biểu thị tu đức tánh và tu chẳng hai tượng phật biểu thị tự tánh vốn đủ Tượng Bồ Tát biểu thị Tuy vốn trọn đủ các đức năng trong tự tánh Này đã bị mê mất Vậy thì hiện thời phải làm như thế nào để tìm lại nó Đó gọi là tu đức Ví như Địa Tạng Bồ Tát biểu thị Hiếu thân tôn sư Biểu thị hiếu đạo Quý vị trong thấy hình tượng của Ngài Sẽ hiếu thuận với cha mẹ Biết tôn kính thầy Phải dùng lòng thành kính Và khiêm hòa Đối đãi hết thảy chúng sanh Đây là Pháp môn địa tạng Quý vị học hiểu Để Ngài hàng ngày nhắc nhở quý vị Quán Thế Âm Bồ Tát Biểu thị Đại Từ Đại Bi Thấy tượng Ngài Tâm từ bi của quý vị liền dẫn khởi Tâm từ bi là tánh đức Tâm hiếu thuận cũng là tánh đức Dùng những hình tượng ấy Để dẫn phát tánh đức của chính mình Mê tính ở chỗ nào? văn thù bồ tát biểu thị lý trí trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường xử sự theo tình cảm xử sự theo tình cảm sẽ tạo tội nghiệp trong thấy tượng văn thù bồ tát sẽ nghĩ ta phải dùng lý trí cho nên dùng cảm tình phổ hiền bồ tát biểu thị thực tiễn thật sự làm Tượng Bồ Tát Biểu thị ý nghĩa này Chẳng có một tí mê tính nào Vì thế Đấy là một loại nghệ thuật giáo học Nói theo thuật ngữ Trong nền giáo dục hiện thời Hình tượng Phật Bồ Tát là giáo cụ Tức là những công cụ để dạy học Đấy là Dùng phương pháp nghệ thuật Khiến cho học trò hoan hỷ Yêu thích Do đó thật sự học được Đấy là nghệ thuật dạy học cao cấp Quý vị thấy mấy ngàn năm trước Phật giáo đã hoàn toàn vận dụng nghệ thuật ấy Người hiện thời chẳng biết Tưởng những thứ ấy là mê tín tưởng là ngẫu tượng nói thật ra rất nhiều người không biết nghĩa thú của sự biểu thị pháp trong phật pháp vì sao không biết do chẳng đọc kinh hoàn thiện nhất trong sự biểu thị pháp là kinh hoàng nghiêm trong những phần trước chúng tôi đã nói điều này rất nhiều đức phật khiến cho quý vị trồng hết thảy lúc hết thảy chỗ mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm không gì chẳng phải là phật pháp đều khiến cho quý vị khai trí huệ đều khiến cho quý vị trở về tự tánh nhập vô sanh trí trở về tự tánh từ pháp tướng nhận thức pháp tánh đạt đến chỗ vô y Giáo học Hoàn thiện như vậy à, Giáo nghĩa thương cao thương sâu thương giường ấy thương Lại thương chẳng lìa khỏi cuộc sống thực tế Nếu quý vị khéo học Xác thực là Sẽ khiến cho quý vị trong đời này thật sự hưởng thụ sự hưởng thụ cao nhất trong đời người như phương tiên sinh đã dạy tôi xưa kia này chúng ta nói là hạnh phúc nhân sinh mỹ mãn càng học càng vui sướng đúng là pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm hoan hỷ Đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Rốt cuộc quý vị hiểu rõ ràng Hiểu rành rẽ Tâm lượng sẽ mở rộng Khắp pháp giới hư không giới Là tâm lượng của chính mình Tự nhiên quý vị có thể bao dung tự nhiên sanh khởi tâm từ bi đối với hết thảy chúng sanh từ bi là tâm yêu thương tâm yêu thương bình đẳng tâm yêu thương thanh tịnh tâm yêu thương chân thành tự nhiên sẽ có thể chiếu cố người khác chiếu cố hết thảy chúng sanh không chỉ là động vật thực vật mà ngay cả khoáng vật đều chiếu cố dùng thiện ý chân thành của quý vị để truyền đạt tin tức ấy truyền đạt luồng sống tâm ấy khiến cho tất cả hết thảy hiện tượng không có thứ gì chẳng đẹp đẽ thế giới này sẽ là hoa tạng là cực lạc những thế giới đẹp đẽ ấy do con người tạo ra chẳng phải là vô duyên vô cớ nảy sinh biến hóa gì chẳng hề có do con người tạo ra nói chung thiện tâm thiện ý là thật vì sao nó có thể biến pháp tánh là cái có thể hiện Vì thế chúng ta khởi tâm động niệm Bèn có thể biến Cảnh giới bên ngoài là cái được biến Năng và sở chẳng hay Chúng tôi nói